Mến chào các bạn. Nhắc đến nhạc sĩ Y Vân, nhiều người nghĩ ngay đến bản nhạc Lòng Mẹ với nội dung tha thiết, thương yêu, kính trọng của bất cứ ai khi hướng về người mẹ. Và bản nhạc Lòng Mẹ cũng là một trong những sáng tác đầu tay của ông bên cạnh một bản nhạc khác là Những Bước Chân Âm Thầm. Nhạc sĩ Y Vân qua đời ở tuổi vừa đúng 60 như một định mệnh với bài hát mà ông đã sáng tác có tựa đề là 60 năm cuộc đời với thể điệu nhạc tuyết vui tươi. Bên cạnh những nhạc phẩm tình cảm sống động, nổi tiếng một thời ấy là một bản nhạc thật lãng mạn mà các bạn sẽ nghe sau đây có tên là Ngăn Cách. Thoạt nghe, có thể chúng ta lầm tưởng bản nhạc thể hiện cuộc hẹn sau cùng giữa một cặp tình nhân trước khi cô gái lấy trời lấy chồng. Trên thực tế, làm gì có chuyện ấy, phải không các bạn? Phân tích kỹ bài Ngăn Cách, ta thấy tác giả kể tâm trạng rất bình thường của hai người yêu nhau, từ những mơ mộng thề thốt ban đầu, rồi bỗng nhiên chia tay với bao buồn thương tiếc nuối khiến tác giả phải ngậm ngùi, nhấm men say tìm quên một mình. Nhưng cuối cùng ông kết luận rằng lòng người như chiếc lá bị đẩy đưa theo cơn gió vô tình mà thôi. Tấm hình hôm nay chuột sưu tầm trên mạng cảnh hai người bước bên nhau trên một bãi biển có lẽ từ đêm hôm trước cho đến khi trời sắp sáng. Tấm hình nhỏ bên trái là hình bìa của bản nhạc Ngăn Cách. Bên mặt là bóng một người ngồi nhìn trời nước nhớ kỷ niệm cũ. Bây giờ mời các bạn nghe nhạc phẩm Ngăn Cách của nhạc sĩ Y Vân với hòa âm và karaoke của Kim Quy nha. Trong cuộc đời mơ duyên tình dài gắn bó đôi lời, ta quen nhau một ngày thương nhau trọn đời giữ cho lâu dài. Khi chia tay lần đầu duyên chưa đậm màu cũng đã say nhiều, một thời gian quen biết tình ta tha thiết muôn phần, nhưng không ai nào ngờ duyên đang mặn mà bóng đá chia lìa. Đêm chia ly lạnh lùng đưa tay một lần đến mai không còn, đêm nay không còn dài xin cho vài lời chớ trách nhau hoài. Lời từ ly êm ái để đâu không nói đêm nay, từ ngày mai ngăn cách hết rồi là khi đưa đón, có mấy ai không buồn lúc duyên chưa tròn thương mến. Em lên xe hoa rồi biết rằng sau đây một người diều hồng chẳng được say mà đành lòng nếm chua cay. Sao quên hạn kỳ cho chăng buồn vì
nhớ mãi câu thề: mây đem mưa trở lại, mưa hay nhiều lời khiến trăng mỉm cười. Không trăm không ngàn lần, không ai giận hờn nếu đã hay rằng lòng người như chiếc lá nằm trong cơn gió vô tình. Các bạn đang nghe nhạc phẩm ngăn cách của nhạc sĩ Ivan với hòa âm và karaoke của Kim Quy. Chúc các bạn một ngày sinh hoạt cuối tuần vui vẻ, bình yên. Nếu ai chưa chích ngừa thì nên cố gắng nếu mà chích ngừa. Rất là tốt đó các bạn. Mây sao quên hạn kỳ, cho trăng buồn vì nhớ mãi câu thề. Mây đem mưa trở lại, mưa hay nhiều lời khiến trăng mỉm cười. Không trăm không ngàn lần, không ai giận hờn nếu đã hay rằng lòng người như chiếc lá nằm trong cơn gió vô tình. Lòng người như chiếc lá nằm trong cơn gió. Ngăn cách. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.